Thưa bà Ngư, ba đi học mới về. Thưa bà Ngư, ba đi học mới về. Có phải là thưa ba con đi làm mới về? Thưa quá, một con gà không ăn miếng coi. Ủa, không có hậu khẩu trang hả? Tôi cần không có mặt mà. Thưa quá luôn á. Ôi, cục vàng giỏi lắm ông bà cô chú ơi. Hôm qua tiên rước về là tiên rước hơi sớm, chạy ra đang làm bài tập ở trong lớp đó. Ba ơi ba chờ con tí xíu, ba cho con làm hết bài tập rồi con về nha ba. Ngoan không? Cô giáo chạy ra cũng vậy đó, cô giáo cô Hiền đó, ông ơi cô Hiền khen con á. Cô Hiền nói là bà Ngư giỏi lắm á, con ba ơi. Em học cái gì á là em phải làm cho xong rồi em mới chạy đi chơi. Có hôm bữa học tiếng Anh làm chưa kịp xong nữa, ngồi khóc đúng không? Cô phải là cô dỗ quá, cô ghen mà giỏi lắm. Có một lần tiên rước, tiên rước cái chính mà ngươi tự nói với tiên luôn, ba lần sau ba rước con trễ cho con học lâu tí xíu nha ba. Dễ thương không, ngoan quá à. Lớn lên con cũng phải dạy nha, mình phải có trách nhiệm nha. Ừ, còn đây trách nhiệm thì trách nhiệm nhưng mà chùm sàm sáng bữa nào đi học cũng thưa bà nội con đi học mới về, thưa bà ngoại con đi học. Mình đừng với bà ngoại là thưa bà ngoại con đi học mới Ừ, bình thường nếu mà có bà ngoại không thì thường bà ngoại đi học mới về đúng không? Ủa sao thang máy lâu dữ vậy? Ai cho con đứng đợi từ nãy giờ mấy phút đồng hồ luôn rồi. Trước khi tôi quay cái clip này là đợi là đã hơn 1 phút rồi, mà bây giờ cái clip này hơn 2 phút nữa rồi. Đứng nãy giờ 3 phút mấy 4 phút rồi mà chưa tới nữa. Hồi tối em đến đi cá ngủ với ba em quậy quá trời quậy luôn. Cứ vừa ngủ qua bự chờ bá mà em xoay vòng tròn vòng tròn. Đang nằm với mẹ Hân nên nó xoay qua tiền, xoay một vòng xuống dưới cẳng tiền. Tiền phải xoay xuống rồi xoay vòng tròn vòng tròn rồi xoay nguyên một vòng rồi. Sao mà lại dứng vậy không biết à. Hồi nhỏ con cũng vậy mà con cười gì. Hồi nhỏ con còn đạp dữ hơn nữa. Mà vì cá có thứ ghét lắm nha. Tiên đang nằm đưa tay ra là chạy say sao cuối cùng nằm vô tay thì nằm ngủ ngon lành luôn. À thôi tới rồi, thôi cho con mình đi nha. Bye bye ông bà cô chú nha. Mình đâu? Đúng rồi, mà bây giờ mình chặt rồi. Thôi thôi, đứng đây con, đứng đây, chặt rồi. Ừ, thôi thôi giúp chúng ta bộ nha. Đây. Thang bộ ở đây này em. Đây ba bà. Đã vào hai ca con mình đi thang bộ. Đi thang bộ ý có chú thang bộ chung với mình kìa. Ở từng khắp tiện không? Nhà cũ bên kia thì cũng từng từng ba. Mỗi lần có gì để thang bộ lên nhanh. Ba ẩm lên là ba tập thể dục luôn. Cho ba ốm quá. Đi rước chị hai bà Ngư đi học. Rước chị hai bà Ngư đi học về. Không biết chị hai đang làm gì. Đâu rồi, ai biết tôi mất tiêu rồi. Anh Lít ơi. Anh Lít à. Mê dẻ lắm nha bà cô chú ơi. Chào cô. Con làm gì đó? Thưa cô, giỏi lắm ta. Con cầm gì vậy? Hả? Con tặng ba hả? Con tô màu á hả?
Lá này là lá gì biết không? Đó, cái lá là phải màu xanh, còn cái này là phải màu nâu vậy hả? Đổi cho ta ha. Còn bây giờ mình lấy cái gì nè? Đi về là mình phải lấy gì? Lấy gì? Nhanh lên đi bạn ơi. Rồi lại bé làm Halloween. Vô lại. Là tôi đang làm con ma hả? Ghê quá, sợ quá à. Ở con ma đi vô ăn bí ngô đi. Trái bí ngô này mặc vui quá vậy. À, đi về thôi. À, nhờ cô quẹt đi con. À, cảm ơn cô. Giỏi đó ta. Gì? Con thích gì? Con thích gì đâu? Con muốn mặc cái này. Hồi ba thấy nó già lắm, nó xấu quá. Con muốn mặc cái này với cái túi xách này với cái giày này. Thôi. Tùy theo sở thích của mọi người. Ba bắt con không được mua bộ đó là tùy theo sở thích mà. Con thích hả? Chị già ghê. Chị lập luận dữ luôn á trời. Nhưng mà ba thấy bộ này nó không phù hợp với con, nó già nè, con thấy không? Hả? Rồi con thích sao mặc cái này rồi đeo cái túi xách này? Đôi dài đó nữa hả? Chẳng đẹp tí xíu nào cả. Trời ơi, chị nói cái trường khách hồn á, tùy theo sở thích của từng người, ba không có ép con. Trời ơi là trời, thua luôn rồi. Con hỏi mẹ coi. Mẹ cho mẹ. Mẹ cho. Mẹ cho. Còn cá mũi gì đây? Cái đồ mặc váy. Ê, vậy bà. Sao con? Cho con thử đi. Đâu, đâu em con? Con đi thử đi, cá mua mặc gì đây? Cá giống ba ha, mặc cái gì cũng được hết, đừng có xấu quá là được rồi ha. Hai ba con mình mặc cái gì cũng được. Phải xấu quá cho hai. Sao hôm nay con mớm vậy cá? Sao nay con xấu dữ vậy cá? Thương vì cá của bà quá nè. Trời ơi, chị chấp niệm ghê luôn á. Sao? Ba ơi, ba nhìn này hợp không? Phải nó không? Phải mà, nó có nắp áo mà. Ba thấy đâu phải đâu. Phải, ba nhìn cái màu ba nó có giống không? Giống nó rồi đó. Bên đây nó có cái này nè, bên cái này không? Cái này. Nè. Cái đúng này rồi, em sợ. Chính đó rồi. Em sợ cái này nó bị ngắn. Không ngắn đâu. Ngắn hả? Cho con thử đi, biết cái gì. Để giờ sao? Nó tự lười không hả vợ? Nó, em nói rồi, cái này là nó tự lựa xong rồi nó tự gọi cho anh, xong rồi nó tự xin. Em không cho là nó sẽ gọi cho anh. Nói chung là bây giờ mẹ cứ gọi cho con thử đi, ba sẽ cho con mua mà. Mẹ cứ gọi thử đi. Mẹ thử đi. Chắc mày mốt tốn tiền mua đồ cho nó dữ luôn á. Nó lựa sai được luôn á. Nó lựa sai được luôn á. Đâu, con đi thử đi. Đâu, mẹ coi phải đúng tên không? Đúng rồi đó. Được chưa? Đâu, đi ra xa ba mới thấy lỡ. Ra ngoài kia đứng ba mới thấy con mới đó. Con thấy mặt vừa không? Vừa. Đẹp không? Con thấy đẹp rồi đúng không? Ok. Mua thịt mà trong này ba kiếm được bộ này. Thôi đi vô thay đồ lại đây để ra tính tiền nè. Trời ơi, tương lai sẽ tốn tiền với chị nhiều đây. Chị cũng bất sành lắm nha, cũng biết lựa đồ lắm nha. Có hai ba con mình lúa lúa à cá ha. Sao con muốn gì? Mới mặc cho cá một cái quần dễ thương lắm đó nha. Cái quần na ná như vậy nè. Cá mặc thấy cưng lắm. Ha. Ùm, hai ba con mình có cái gì mặc cũng được hết, dễ mà. Con chở hả? Bây giờ mình đi đâu? Ờ, đây mẹ. Ừ, đi đâu vậy cá ơi? Ê, trời ơi. Ơi, kìa. Không được. Rồi vậy. Không. Lê lê.
đồ chơi cứ la hết cho lên mẹ chỉ tết đi ra ngoài té bây giờ mới hiểu. Ôi chị, bạn cho biết đang đánh lên phòng luôn. Mua đồ cho em bé khó thiệt luôn á. Không có có nha, mệt. Đi vòng vòng nãy giờ mấy chỗ rồi. Mua đồ em bé là khó khăn nhất. Là còn bị mất tiền nữa chứ. À đây nè, ở đây có không? Đây. Còn ở đây nữa nè. Em bé này khó quá à. Ngươi. Thôi nói em bé này khó quá em bé ơi. Mệt quá à. Mệt quá hay là mình khỏi làm đi. À. Được không? Chơi không? Chồng ơi. Mày mang chắc được nửa tháng nó chụp lắm. Đôi giày này mang không bao giờ dơ nha. Hay lắm á. Ừ. Không bao giờ dơ luôn. Lau cái sạch. Không có, tại có nó đi xuống đất đồ dơ. Lại không có. Tiếp tục quành đầu ra. Kìa, áo xuống đi sọc tùm lum hết mà không có cái màu trắng. Nhìn đời bé khó quá. Em cảm ơn hả? Cảm ơn em. Không biết xe lửa rồi đó đi luôn. Ừ, xe lửa đâu có chạy đâu. Xe lửa luôn hả? Nè, ra vườn nhà mình vô mua đây nè. Cẩn thận nha con. Lê bu bu. Vụ gì mà ngồi đó? Ủa? Có được gì chưa vợ? Kiếm đồ cho vợ hả? Ủa kiếm ai vậy? Đây nè con đây nè. Con đây nè ông bà cô chú ơi. Con là vi cá nè ông bà cô chú ơi. Con nhiều chuyện lắm á. Hôm nay sao con bớm dữ luôn á. Rồi 590 mấy. Em hỏi nó đôi này đều con ngư. Ai biết mẹ đâu à, tùy mẹ à, tùy theo sở thích của mẹ thôi chứ con đâu có biết. Con cá lắm. Nãy bà nói bộ đồ cũng vậy á. Nhưng mà đây là sở thích của con mà.